Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 69, luyện tập trung, trang 88 đến trang 93. Bài 1, buổi sáng Mai và bố đến nhà để tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn vào lúc nào. Mẫu, Mai đến nhà robot lúc 8 giờ 50 phút hay 9 giờ kém 10 phút. Đó, đây vị trí nhà robot và đồng hồ chỉ thời gian, thời điểm mà bạn Mai và bố đến nhà robot. Và đây là bức tranh minh họa cho bài số 1. Đó, đây là nhà của bạn Nam. Và đồng hồ chỉ thời điểm, thời gian, cái thời điểm mà bạn Mai và bố đến nhà bạn Nam. Đây là nhà bạn Việt. Đồng hồ chỉ thời điểm bạn Nam, bạn Mai và bố đến nhà bạn Việt. Còn đây là bạn robot và đồng hồ chỉ thời điểm bạn Mai và bố đến nhà bạn robot. Vậy chúng mình trả lời bạn Mai đến nhà bạn Nam lúc 8 giờ 35 phút hay 9 giờ kém 25 phút. Mai đến nhà Việt lúc 8 giờ 45 phút hay 9 giờ kém 15 phút. Chúng mình nhớ lại cách xem đồng hồ hôm trước chúng mình đã học để chúng mình trả lời. Nếu bạn nào quên thì chúng mình mở lại video bài xem đồng hồ thời gian mà hôm trước chúng mình học để chúng mình nhớ lại bài để chúng mình làm. Bài 2, xem tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi. A. Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 là thứ mấy? B. Mỗi ngày cây đậu thần kỳ của robot đều có thêm một bông hoa. Vào thứ bảy đầu tiên của tháng 4, trên cây có 4 bông hoa. Hỏi cây bắt đầu ra hoa vào ngày nào? Chúng mình quan sát tờ lịch tháng 4. Chúng mình suy nghĩ để chúng mình trả lời. Ngày sách Việt Nam là ngày 21. Là ngày 21 tháng 4, tức là ngày Chủ nhật. Đó, 21 tháng 4 là Chủ nhật. Mỗi ngày cây đậu thần kỳ của robot có thêm một bông hoa. Vào thứ bảy đầu tiên của tháng 4. Thứ bảy đầu tiên của tháng 4 tức là ngày mùng 6 tháng 4. Thì trên cây có 4 bông hoa. Vậy cây bắt đầu ra hoa vào trước đó 4 ngày. Đúng không? Đó là thứ 3. Thứ 3 ra một bông. Thứ tư một bông nữa là 2. Thứ năm một bông nữa là 3. Thứ sáu. Mùng ba một bông hoa này. Mùng bốn thêm một bông hoa là 5. Mùng năm lại thêm một bông hoa nữa. Mùng ba một bông hoa này. Mùng ba ra một bông hoa. Mùng bốn ra thêm một bông hoa nữa là 2. Mùng năm ra thêm một bông hoa nữa là 3. Mùng 6 ra thêm một bông hoa nữa là 4. Vậy đến ngày thứ 7, mùng 6 tháng 4, có 4 bông hoa. Có 4 bông hoa. Vậy cây bắt đầu ra hoa từ hôm mùng 3 tháng 4. Mùng 3 tháng 4 đây. Và hôm đó là thứ 4. Thứ 4. Bài 3. Mai vừa mua một cái kẹo có giá như hình dưới đây. Cái kẹo, giá 2.000 đồng, đúng không? 1.000 với 1.000 là 2.000 đồng. Vậy là giá một cái kẹo là 2.000 đồng. Sau đó Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim. Người bán hàng đồng ý, bởi vì cái kẹo vẫn còn nguyên, chưa bị bóc cho nên đổi được. Còn nếu mà bóc rồi là chúng mình không đổi được đâu.
Như vậy Mai phải đưa thêm cho người bán hàng 5.000 đồng. A. Hỏi A, giá của một cái kẹo là bao nhiêu tiền? B, giá của một gói bim bim là bao nhiêu tiền? Chúng mình quan sát, chúng mình dễ dàng trả lời được giá của kẹo là 2.000 đồng. Bạn Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim. Mai đã phải đưa thêm cho người bán hàng 5.000 đồng. Vậy giá tiền một gói bim bim là 2.000 cộng 5.000 bằng 7.000 đồng. Vậy giá tiền của bim bim là 7.000 đồng một gói. Đáp số A 2.000 đồng, B 7.000 đồng. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình bấm lại, làm lại các bài. Chúng mình nhìn ở sách giáo khoa để chúng mình làm. Sau đó chúng mình đối chiếu với các bài ở trên video. Chúng mình có thể tua lại những đoạn liền trước để chúng mình đối chiếu kết quả. Làm xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài 4. Số hỏi chấm 2 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ bằng 60 phút. 2 giờ thì ta lấy 60 cộng 60 bằng 120 phút. 1 năm 12 tháng. Vậy 2 năm thì ta lấy 12 cộng 12 bằng 24 tháng. Giờ, phút, năm, tháng năm là đơn vị đo thời gian. Chúng mình nhớ, giờ, phút, tháng, năm, đó là đơn vị đo thời gian. Ngày cũng là đơn vị đo thời gian. Tuần cũng là đơn vị đo thời gian. Giờ, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, đó là các đơn vị đo thời gian, các con ạ. Bài 5. Hôm nay robot đi học bằng xe buýt. Quan sát rồi cho biết robot đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút và đi từ trường về nhà mất bao nhiêu phút. Chúng mình đọc lại bài và quan sát tranh minh họa để trả lời. Tranh đầu tiên đó là minh họa. Robot đi học từ nhà đến trường và đồng hồ chỉ thời điểm ở nhà, đồng hồ chỉ thời điểm ở trường và bạn robot học ở trường tiểu học Kim Đồng các con ạ. Bức tranh thứ hai là bức tranh minh họa. Robot đi học về. Đây là đồng hồ chỉ thời điểm ở trường và đồng hồ chỉ thời điểm khi về đến nhà. Vậy robot đi học lúc 6 giờ 25 phút và đến trường lúc 6 giờ 50 phút. Vậy là robot đi từ nhà đến trường mất 25 phút. Đúng không? 6 giờ 25 phút cộng thêm 25 phút thì bằng 6 giờ 50 phút. Robot tan học lúc 4 giờ 5 phút. Đó. Và về đến nhà lúc 4 giờ 30 phút. Vậy là robot đi từ trường về nhà mất 25 phút, đúng không? Từ 4 giờ 5 phút cho đến 4 giờ 30 phút. 4 giờ 5 phút cộng thêm 25 phút thì là bằng 4 giờ 30 phút. Vậy là thời gian đến trường cũng mất 25 phút và thời gian từ trường về nhà cũng mất 25 phút bằng nhau. Có những bạn lúc đi thì có thể là đi hết ít thời gian hơn. Lúc về có khi lại mất nhiều thời gian hơn. Bởi vì thời điểm các con tan học là giờ cao điểm. Rất là nhiều cơ quan cùng tan giờ làm việc, cho nên hay bị tắc đường. Cho nên là mất nhiều thời gian hơn vì tắc đường. Nhưng bạn robot thời gian đi và thời gian về bằng nhau. Chúng mình chuyển sang tiết 2 luyện tập. Bài 1 phần A, sáng thứ 7 Mai đã thực hiện hai hoạt động là làm bài tập và sắp xếp giá sách. Hỏi Mai thực hiện hoạt động nào trước? Chúng mình nhìn đồng hồ chỉ thời điểm làm việc của Mai thì chúng mình có thể trả lời được. Đúng không nào? Mai làm bài tập lúc 9 giờ 10 phút
và xếp giá sách lúc 8 giờ 56 phút. Vậy Mai đã xếp giá sách trước khi làm bài tập, đúng không nào? Vì thời điểm thời gian lúc 8 giờ 56 phút là trước cái thời điểm thời gian là 9 giờ 10 phút. B. Chiều thứ bảy Mai đã thực hiện hai hoạt động là gấp quần áo và làm bánh. Hỏi hoạt động nào diễn ra sau? Mai gấp quần áo lúc 5 giờ 25 phút và làm bánh lúc 3 giờ 10 phút. Vậy là Mai đã làm bánh trước. Đó, ngày nghỉ bạn Mai đã học tập, xếp dọn bàn học, giá sách, gấp quần áo, rồi làm bánh nữa. Vậy chúng mình cũng học tập bạn Mai. Chúng mình sẽ làm những việc vào ngày nghỉ chúng mình thích, nhưng không quên nhiệm vụ là vẫn phải học tập, làm bài. Và nhớ là xếp dọn lại bàn học của mình, giá sách của mình, rồi gấp quần áo của mình gọn gàng. Các con nhớ chưa nào? Phần C. Tối thứ bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước? Mai xem phim lúc 8 giờ 40 phút và đọc truyện lúc 9 giờ 17 phút. Vậy là Mai đã xem phim trước, sau đó đọc truyện. Đó, bạn Mai còn tranh thủ xem phim và đọc truyện nữa vào những ngày nghỉ các con ạ. Chúng mình có thể làm các hoạt động giống như bạn Mai vào những ngày nghỉ. Bài 2, xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời các câu hỏi. Đây là tờ lịch tháng 12 các con ạ. A. Robot học bóng rổ vào chủ nhật hàng tuần. Hỏi trong tháng 12, robot học bóng rổ vào những ngày nào? B. Bắt đầu từ 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ bảy hàng tuần. Hỏi trong tháng 12, Mai có bao nhiêu buổi học vẽ? Chúng mình quan sát tờ lịch tháng 12. Có cột thứ 3, thứ 4, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Giờ chúng mình đọc kỹ nội dung để chúng mình trả lời câu hỏi. Câu hỏi A. Robot học bóng rổ vào chủ nhật hàng tuần. Vậy là trong tháng 12, robot học bóng rổ vào những ngày. Đó là ngày mùng 1, mùng 8, ngày 15, ngày 22, ngày 29. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 2. Ngày 14 tháng 2. Mai học vẽ chiều thứ bảy hàng tuần. Vậy trong tháng 2, trong tháng 12, Mai học vẽ các ngày. Đó là ngày 14, 21, 28. Vậy là bạn Mai học vẽ 3 buổi chiều thứ bảy trong tháng 12. Bài 3. Nam có một số tiền như hình dưới đây. Nam đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua 3 cái bút chì giống nhau. Nếu Việt cũng mua một cái bút chì giống như Nam, thì Việt phải trả bao nhiêu tiền? Chúng mình tính số tiền 3 cây bút của Nam, sau đó tính số tiền Việt phải trả bằng cách lấy số tiền 3 cây bút của Nam chia cho 3. Vậy số tiền Nam mua 3 chiếc bút chì là 2.000 cộng 2.000 cộng 5.000 bằng 9.000 đồng. Số tiền Việt phải trả để mua một cái bút chì là chín nghìn chia 3 bằng 3.000 đồng, đáp số 3.000 đồng. Chúng mình viết dấu hai chấm sau chữ là. Chúng mình bấm dừng video, nhìn ở sách giáo khoa để chúng mình tự làm lại các bài. Làm xong chúng mình tua lại video để so sánh đáp án trên màn hình của cô. Làm xong chúng mình lại bấm tiếp theo.
Bài 4. Chọn đồng hồ thích hợp thay vào ô có dấu hỏi chấm. A. Chúng mình nhìn hình ảnh và đồng hồ có dấu hỏi chấm là mấy giờ? Ta thấy hai đồng hồ cạnh nhau hơn kém nhau 5 phút, là 11 giờ 5 phút, 11 giờ 10 phút, 11 giờ 15 phút, 11 giờ 20 phút. Vậy đồng hồ tiếp theo sẽ là 11 giờ 25 phút. C là đáp án đúng. 11 giờ 25. Ta khoanh vào đáp án C. Phần B, chúng mình quan sát để trả lời. Ta thấy hai đồng hồ liền nhau, cạnh nhau, hơn kém nhau 1 giờ. Vậy, đồng hồ ở vị trí có dấu hỏi chấm sẽ là 11 giờ 35 phút. Ta khoanh vào đáp án D, 11 giờ 35 phút. D là đáp án đúng. Bài 2 số. Chúng mình áp dụng kiến thức 1 tuần bằng 7 ngày, 1 năm bằng 12 tháng, 1 giờ bằng 60 phút, 1 ngày bằng 24 giờ. 1 tuần 7 ngày. Vậy 3 tuần chúng mình lấy 7 cộng 7 cộng 7 chính là 7 nhân 3. 7 nhân 3 chính là bằng 3 nhân 7. Bằng 21 ngày. 1 giờ 60 phút. Vậy 3 giờ chúng mình lấy 60 cộng 60 cộng 60 bằng 180 phút. C. 1 năm 12 tháng. Vậy 3 năm thì chúng mình lấy 12 cộng 12 cộng 12 bằng 36 tháng. 1 ngày bằng 24 giờ. Vậy 3 ngày chúng mình sẽ lấy 24 cộng 24 cộng 24 bằng 72 giờ. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết 3 luyện tập. Bài 1, chọn câu trả lời đúng. Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ thời gian ăn trưa. 11 giờ 20 phút là bây giờ. 10 phút nữa sẽ là 11 giờ 30 phút. Vậy giờ ăn trưa là đồng hồ D, vì đồng hồ D chỉ thời điểm thời gian 11 giờ 30 phút. Phần B, bây giờ là 3 giờ 15 phút. Các bạn đã ra chơi được 15 phút rồi. Vậy đồng hồ chỉ 3 giờ là lúc bắt đầu ra chơi. Vậy đồng hồ chỉ 3 giờ, đó là đồng hồ B. 3 giờ là bắt đầu ra chơi và ra chơi được 15 phút. Bài 2, số hỏi chấm. Bài 2, số hỏi chấm. Chúng mình suy nghĩ để điền thời gian vào ô hỏi chấm sao cho đúng. Chúng mình áp dụng kiến thức 1 giờ bằng 60 phút, 1 năm bằng 12 tháng. 1 năm bằng 12 tháng, 1 tuần bằng 7 ngày, 1 ngày bằng 24 giờ để chúng mình thực hiện. 1 giờ bằng 60 phút, 60 phút cộng thêm 30 phút bằng 90 phút. 1 năm là 12 tháng, 12 tháng cộng với 6 tháng. 1 tuần 7 ngày, 7 ngày cộng 3 ngày bằng 10 ngày. 1 năm bằng 12 tháng, 12 tháng cộng thêm 6 tháng là 18 tháng. 1 ngày bằng 24 giờ, 24 giờ cộng thêm 6 giờ bằng 30 giờ.
Chúng mình bấm dừng video, chúng mình tự nhìn sách ở nhìn bài ở sách, chúng mình tự làm lại vào vở, sau đó chúng mình tua lại kết quả các bài liền trước để chúng mình so sánh đáp án. Bài số 3. A. Hiện nay My đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng nữa thì My tròn 7 tuổi. B. Mai, Việt và Nam được sinh ra cùng năm nhưng khác tháng. Biết Việt được sinh ra vào tháng 1. Mai được sinh ra sau Việt 3 tháng và trước Nam 8 tháng. Hỏi Nam được sinh ra vào tháng mấy? Đọc tên bài xong, đọc nội dung xong chúng mình vẫn chưa hiểu. Chúng mình có thể đọc lại nhiều lần và vừa đọc chúng mình tưởng tượng để chúng mình sẽ làm được. Ta có một năm bằng 12 tháng, đúng không nào? Vậy hiện nay My được 6 năm 3 tháng tuổi. Vậy 3 tháng tuổi rồi thì cộng thêm mấy để thành 12 tháng để đổi lấy 1 năm? 3 cộng 9 thì bằng 12 tuổi. Vậy sau 9 tháng nữa, đúng không? Thì là My sẽ được thêm 1 tuổi. Hiện nay là 6 năm 3 tháng. Thêm 3 tháng nữa là sẽ được thêm 1 tuổi, là 7 tuổi. Đúng không nào? Việt sinh ra vào tháng 1. Mai sinh sau Việt 3 tháng. Vậy là Mai sinh vào tháng 4. Mai sinh vào tháng 4, Mai lại sinh ra trước Nam 8 tháng. Trước Nam 8 tháng. Vậy Nam sinh ra vào tháng 12 vì 8 cộng 14 bằng 12. Để chúng mình làm lại các bài ở sách, rồi chúng mình sẽ tua lại những đoạn trước để chúng mình đối chiếu đáp án. Làm xong, chúng mình so sánh, nếu đúng cô giáo khen các con, nếu chưa đúng chúng mình sẽ làm lại. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan, để cô Lan sẽ làm nhiều video hơn nữa cho chúng mình học. Chúng mình có thể bấm vào danh sách phát ở trang YouTube của Lan Hải Bối để xem bộ đề thi học kỳ, bộ toán tiếng Việt, bộ luyện viết chữ đẹp, vân vân để chúng mình học. Xin chào và hẹn gặp lại.